Đây anh em ơi, hôm nay Khang có một siêu phẩm Veto Signature S. Đây là phiên bản No Chocolate nha. Em này là hơi bị hiếm luôn cả nhà ơi. Có sẵn giấy kiểm định Doji ha. Em này bản Cloud Paris nè. Ở đây có một cái viên chủ ha. Và cái đây là cái phần phím đá baguette nè. Em này thì đặc biệt là có cái vân họa tiết ô vuông vậy, đặc trưng của Cloud luôn. Em này thì là gốm nâu, kính dưới đây nâu, mặt sau thì là lưng da cá sấu màu nâu nha. Em này vàng 18k, có giấy kiểm định Doji cho anh em luôn. Đây, nhà Khang đây hiện tại đang niêm yết giá chỉ 179 triệu thôi nha. Còn một cây duy nhất luôn. Đây. Em này thì bên Khang bảo hành cho mọi người là 5 năm phần mềm nha và 2 năm phần cứng. Kèm theo đó là pin thì bên Khang sẽ bảo hành cho anh em trọn đời luôn. Khi nào anh em xài pin cảm giác mà nó không còn được khỏe như xưa thì cứ nhắn tin cho bên Khang. Đây. Chỉ với 17 triệu thôi, 179 triệu. Đó. Bản Cloud da cá sấu. Trên đây là cái viền này sẽ được đính kim cương nè. Đó, kim cương thiên nhiên nha, có kiểm định luôn cả nhà. Và cái viên chủ này. Còn cái phần phím này là đá baguette thôi nên là sẽ không được kiểm định ha.